Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel. Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ một chút xíu về inverter và cái sự tiêu hao năng lượng của nó. Sẵn tiện mình chia sẻ cho các bạn luôn, tại vì hiện tại mình có cái cục pin năng lượng mặt trời kia kìa, đó, 12V. That's why mình sẽ sạc vô cái bình 12V mà mình nói mình có rất là nhiều cái bình lithium ion battery 12V. Cho nên á mình có 1 2 3 3 cục inverter. Có một cục dởm nữa, cục dởm nó nói chung không khe. Ok, thì hai cái cục inverter này á là 1000W. Như cái cục này là đây. Cục này là 1000W. Sóng sin ha. Sóng sin inverter. Thì nó thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, thì sẵn tiện cho các bạn. Thì mình hồi trước mình mua cái cục này, nó có bốn cái cầu chì. Đây. Đó, có bốn cái cầu chì, rất là an toàn ha, tại vì nó bảo vệ, tại vì cái dầm cũng khá là bự đó. Ok, thì mình để đây. Nó thiết kế cái kiểu vali á, bạn hiểu không? Cầm sách gì nè. Nó có hai cái cổng outlet. Đó, thấy không? Cái nút này nút on off này. Rồi hai cái cổng USB, rồi hai cái cổng LaRa. Đó, thì cái sóng này là sóng sin chuẩn, nó gọi là như vậy đó. Dịch là tiếng Việt là như vậy. Rồi cái này là một cục khác. Cùng cái này nó chỉnh hơn một chút, 1.100. Cái kia là 1.000, cái này 1.100. Nhưng mà là nó cũng là sóng sin luôn, sóng sin chuẩn. Peak nó tới là 2.200. À, ok, thông số là thế này. Thì bạn thấy một điều á là những cái hàng trung cộng, những cái cục inverter này đa phần là của hàng trung cộng. Nhưng mà hàng trung cộng thì nó cũng có hàng này hàng nọ, bạn hiểu. Đây là nó gọi là Best Tech. Còn cái này là Volvo. Wolver. Nó đặt cái tên gì lạ kỳ. Rồi whatever. Cái này là mình nói là inverter nhỏ thôi thôi, còn trong cái xe hơi á là nó convert từ cái trái pin, nó convert tuốt lên 400 mấy volt lận. Cái này nó chỉ convert từ 12V cho đến 120V thôi. Đó, thì khoảng 10 lần. Đó, thì mình sẽ thấy thử coi tại sao, cái lý do tại sao mà khi mà bạn để mà bạn không dùng, nó sẽ hao cái trái pin của bạn và nó có thể bị chết trái pin. À, cho nên mình nói mấy cái đồ trung cộng á, hoặc là mấy cái đồ điện tử á, nhiều nếu mà nó good á thì mình găm điện, nó không có tiêu hao nhiều điện, nhưng mà những cái thằng này phải cẩn thận. Ok, thì mình sẽ dùng cái power supply. Rồi, thì mình các bạn nào mà thích điện tử cũng nên mua một cái cục này, nó rất là tiện, tại vì nhiều lúc mình muốn test này nọ mình coi. Đó, rồi thì mình sẽ test cái thằng Volvo first. Ok, thì mình sẽ connect vô ham rồi dương đó. Trời trời, mày nghe, bạn thấy nghe cái chất không, ghê đời không? Đó, mày nghe mình biết nổ cái tách đó không? Bạn thấy mình cam vô thì nó chưa có tiêu hao gì hết, mình chưa có bật nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái nguồn lên thì bạn sẽ so sánh. Đấy, cái cục này là cái cục vô vớp thế non, thấy không, chưa có chai gì hết ha, mình chỉ bật cái nguồn nó lên thôi. Đó, sẵn mình chia sẻ cái giao diện khá là đẹp ha, nó show bạn cái trái pin à, 4 nấc, hình như lên 13.2 thì nó là 5 nấc. Nói chung là khi xuống mình giảm xuống nó xuống, tí hồi mình sẽ test cho các bạn. Thì nó có tính năng là ngắt khi mà điện yếu chẳng hạn này nọ, nhưng mà mình không có điều chỉnh được, nó cài đặt sẵn trong cái cục này. Ok, nó show cho các bạn 60 Hz này, 119V output này, 0W này, nó có thể tính toán cái công suất tiêu hao đó. Nếu mà là như vậy, giao diện khá là đẹp ha, chạy khá là êm. Hôm qua mình chạy thử rồi, nó chạy rất là êm. Rồi quên show cái đằng trước đó, nó có hai cổng outlet, nút on off, nó có cái remote nữa. Đây, cái remote của nó rất là tiện. Mình có thể bật qua cái chế độ remote, thì khi mà mình cần á, mình bật on off thôi, mình không có cần lên mình bấm nút. Còn nếu mà bạn muốn nó on liên tục á thì bấm nút này nó on. Để mình thử, mình test cho các bạn xem luôn. Đó, ok, nó đang off ha, bấm đây. On này. À, ngầu không? Rồi, thả mã này. See, thì được xem thêm thôi. Đó, thì cái này nó có cái tính remote nữa, rất là đã. Đó, mình sẽ bật cái này cho các bạn. Rồi, ngoài ra nó có hai cái cổng USB và nó có cái cổng USB-C nữa. Đó, để sạc pin. Đó, thì khá là tiện, nhẹ. À, no cũng khá nặng á. À, cũng 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 nặng á, nghe ngửa á. Nói chung mà mình nghĩ chắc chất lượng nó như nhau. Nhưng mà mình quan trọng ở đây, khi mà bạn bật on, bạn không dùng cái gì hết thì bạn thấy này. Nó tiêu hao gần 1 amps. Tức là bạn để không á, nó tiêu thụ là gần 11W. Thì bạn thấy khi mà nó chỉ không á, cứ cứ mỗi 1 giờ, mỗi 1 phút là nó cứ tiêu hao 1 em cho bạn. Bạn thấy không? Thì nếu mà giả sử như đây là cái cục battery
thì bạn thấy tự nhiên không không cái mình mất điện ủng quang, thấy không? Gần gần 10 11W lận, 11W rất là nhiều nha. 11W rất là nhiều, nhưng mà ở đây nó show không quá, tức là từ bên đây qua bên đây cái cục này nó ăn của mình 10W, 11W. Vô lý gì á. Mình show cho các bạn để các bạn hiểu là nó là như vậy. Để bạn coi nếu bạn có cái cục inverter nào khác á, nó sẽ tốt hơn hay dở hơn. Ok, mình sẽ chia sẻ ba cái. Rồi, thì cái này xong rồi. Mình sẽ test thử coi khi nào cái voltage nó ngắt. Ok, mình để như thế này, mình sẽ giảm xuống. Đó, mình sẽ giảm xuống cho bạn. Mình sơ trên này. Đó, thấy không? Nó dưới 10V là bạn nghe nó kêu bíp bíp. Ok. Và mình giảm xuống nữa. Đó, và nó ngắt luôn rồi ha. Mình thấy nó ngắt hết rồi. Nói chung là dưới 9 chấm mấy vô đó là nó ngắt để nó bảo vệ cái chế pin. Và ở đây thì này thấy là nó không có hao pin nhiều, còn 0.06A mà. Đó, thì nói chung là tới lúc này là ok, nhưng mà nó cứ drain điện là 1 vòng 1 em. Khi mà thằng này bật lên để chơi, nó tiêu thụ điện cho bạn chơi vậy đó, tốn pin chơi. Đó là cái cục này, thì mình sẽ thử qua cái cục kia. Thì bạn nhớ cái thông số này nó gần là 0.80 mấy em đúng không? Rồi mình tắt. Mình thử qua cái cục kia. Rồi mình sẽ găm điện, các bạn nhớ ha, đỏ ra đỏ, âm ra âm, dương ra dương thôi. Bạn gắn lộn cái là nó hư liền luôn á. Rồi, đó, bạn thấy cái thằng này không? Khi mà bật vô không có gì hết thì nó vẫn là 0V đúng không? Rồi bây giờ mình bật nguồn lên nè. Đó, nghe cái này thì nó ngầu hơn. Thì bật nguồn cái nó turn on cái quạt để nó test mấy xu nó ok. Đó, cái màn hình giao diện của nó lên đó. See, 12.3V, 115 output, 0W. Đó, thấy không? Thì nó có những cái tính năng overload, underload đây này nọ. Khá là mát mà tự nhiên nó chạy quạt chi vậy? Hình như thằng này bật lên là nó chạy quạt chơi vậy sao chứ. Ừ, thì nó chạy hoài luôn à. Ok, từ quá đẹp à. Rồi, thì đó mình vừa bật lên nó chạy. Thì bạn coi cái dòng của nó. Thấy không? Mình chưa có dùng hơn, mình chưa có dùng tải hơn. Chỉ bật lên chơi thôi á, là nó ngốn 1.21A của thằng Best Test. Kêu đời không? Thì giả sử như đây là cái cục battery 7Ah đúng không? 7A, 7A thì nó ngốn như thế này. Cái này nó chạy giỏi lắm á là khoảng 4-5 tiếng là nó hết liền. Tại vì nó ngốn tới 1.2A lận. Hiểu không? Cho tới 7A thì nó chạy khoảng 5 tiếng là nó hết, là nó hết điện. Đó, để như vậy thì bạn tính toán. Nó thấy cái cục này nó ghê đời không? Bật lên nó ngốn điện gì đó. Ok, thì đây là hai cái sản phẩm. Một thằng là Best Test, thiết kế rất là đẹp, nhưng mà nó không có USB-C. Thằng này thiết kế cái kiểu truyền thống. Nó có đủ loại cho bạn, hai cổng sạc, hai cổng USB. Nó có tức năng chính, tính năng remote và tính năng nó có sạc USB-C nữa. Cho nên nói về thiết kế thì thằng này có vẻ đẹp hơn, mình thích nó tiện hơn. Nhưng nói về hiệu suất và tính năng á, thì thằng này ăn đứt. Ok, thằng vô. Rồi, hiện tại cái dòng ngốn của nó cũng khá là cao luôn, 1.2A. Thằng kia á, bạn nhớ này có 0.8 mấy A thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ test với lại cái cục 2500 inverter của mình. Cobra thì nó có tiếng, là các bạn biết là nó có tiếng về nhiều lắm. Hình như là mình nhớ nó là cái thằng radar detector, tức là cái loại mà dò cảnh sát đó. Rồi nó có dashcam rồi này nọ, rồi Cobra này nữa. Cho nên mình nghĩ nó là có hiệu. Thì để thử coi, mình vẫn xếp là 12.5. Mình sẽ gắn vô, mình coi cái mức tiêu hao năng lượng khi mà mình không tải nó như thế nào. Rồi mình xếp là 12.5. Rồi mình cũng connect vô cái cực âm và cực dương, hai cái breaker là mình disconnect ha. Cho nên bây giờ nó chỉ connect vô trong này thôi. Đó, thì là đang hiện tại là 0V, 0A, right? Nghĩa là cái thằng này nó không có draw cái gì hết. Connect vô cực âm, ra cực âm này. Đó, đen ra đen rồi, thấy không? Đó, đỏ là đỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ turn on cái thằng này và mình sẽ coi cái dòng tiêu thụ khi không tải của nó. Mình cho các bạn file dày 5 giây để bạn đoán thử coi nó cao hơn hay thấp hơn cái thằng kia. Bạn nhớ thằng này tới 2500. Rồi, mình sẽ turn on. À, rồi mình sẽ quay xuống, mình check cái dòng nó tiêu thụ khi không tải ha.
Đó, mình thấy không? Đó, nó chớp nó vẫn hiện là 12.4V nè, zero output nè. Ở đây nó có cái gì? Nó có USB bình thường, USB C, nó có bốn cổng, bốn đầu ra, tại vì thằng này tới 2.500 lận. Đó. Rồi mình xuống mình coi cái dòng draw của nó này. C 0.25, 0.24, 0.26, nói chung nó dao động từ 0.24 cho 0.26. Bạn nhớ cái thằng kia là 0.80 mấy đúng không? Rồi cái thằng kia nữa là 1.20 mấy. Trong khi cái thằng này bự hơn của hãng Cobra là hãng có tiếng. Nó draw có 0.25, 0.26 à. Đó, thì đó là mình nói về cái hiệu suất. Thì mình nghĩ á, những cái inverter mà nó tốt á thì cái tiêu thụ điện khi mà có không tải á nó sẽ càng thấp. À, thì cái clip này mình muốn chia sẻ cho các bạn để mình biết là hàng nào đó hàng nào. Ồ, một điều nữa mình quên, thằng này không phải là hàng trung cộng ha, thằng này của thằng hàng Singapore. Đó, thằng Cobra là của thằng Singapore. Đó, còn hai thằng kia là hàng China, nó ghi rõ luôn China luôn. Đó, thằng này Singapore. Rồi. Đó, inverter nó hiện nãy giờ nè, C bự hơn, công suất nạp mạnh hơn, nhưng mà dòng tiêu thụ khi không tải thấp hơn. Rồi. À, mình chỉ quay cho các bạn như vậy thôi. Thì mình nghĩ clip tới đây là hết. Những gì mình muốn chia sẻ về inverter chia sẻ cho các bạn thì mình đã chia sẻ rồi. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.